Thưa quý vị, kể từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 25 tháng 9, Đà Nẵng chuyển trạng thái hoạt động bình thường do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, theo công văn số 6346. Tất cả các hoạt động tại thành phố đã được khôi phục hoàn toàn. Người dân rất phấn khởi trước kết quả này. Bên cạnh đó, vẫn đồng lòng tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Tại một khu dân cư thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu, người dân sống tại đây luôn nắm kỹ về các chủ trương của thành phố và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Đi ra ngoài thì luôn mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế đến nơi đông người. Còn ở trong nhà thì luôn thường xuyên vệ sinh các bề mặt hoặc vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng, trang bị xà phòng, nước rửa tay. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng cảm thấy rất xúc động, vui mừng khi nghe tin thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và trở lại trạng thái bình thường như trước. Khi mà nghe mà hết giãn cách và thành phố chúng ta đã chấp nhận, cái sự xúc động trong nhân dân chúng ta là vô cùng. Chúng ta biết ơn Đảng, biết ơn và biết ơn tất cả các anh các chị ở trong tuyến đầu chống dịch là giúp cho nhân dân chúng tôi có được ngày hôm nay. Thực tình là tôi rất là xúc động, nó thực tinh thần là nhân dân Đà Nẵng vô cùng biết ơn tất cả các anh các chị ở các vùng miền, bác sĩ đã về đây và biết rằng là đây là có tuyến đầu chống dịch, nhưng mà tất cả mọi người đều cố gắng và giúp đỡ cho nhân dân Đà Nẵng. Thì riêng bản thân tôi là tôi rất là mừng cái hôm nay Đà Nẵng giãn cách, ở chính trong gia đình là tôi đi về là tôi cũng rửa tay rồi xịt khuẩn hai tay trước khi nấu ăn, rồi khi đi ra là cũng phải mang khẩu trang. Nói chung là mình cố gắng để giữ gìn chứ không phải chờ tới lúc mà nhà nước ra chỉ thị mình mới làm, phải mình tự ý thức để mình bảo vệ cho mình và gia đình, cho mọi người luôn. Mình nên như vậy. Thành phố Đà Nẵng đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đây là kết quả cho sự nỗ lực, căng mình chiến đấu không ngừng nghỉ của nơi tuyến đầu chống dịch, chính quyền thành phố và đặc biệt là người dân trong việc thực hiện xuyên suốt các biện pháp phòng chống dịch.